Cụ bà 102 tuổi có cú nhảy dù ở độ cao ngoạn mục, đào được viên kim cương lớn thứ hai thế giới. Phát hiện nơi cư trú của người tiền sử niên đại 8.000 năm. Trình căn cước công dân mới được massage. Khách du lịch quá đông, cư dân ngôi làng tìm cách đuổi. Sản xuất đại trà mẫu xe SUV chủ tịch. Cụ bà Manetti Bali, 102 tuổi, sống tại Vương quốc Anh, mới đây đã thực hiện thành công cú nhảy dù đầy ngoạn mục và vô cùng bản lĩnh ở độ cao hơn 2.100m, gây thót tim cộng đồng mạng toàn cầu. Ngay sau sinh nhật thứ 102 của mình, có rất nhiều người dân đã đến cổ vũ và chung vui cùng bà sau cú nhảy dù thành công. Với đôi mắt nhắm chặt, cụ bà đã vượt qua nỗi sợ hãi và hoàn thành thử thách của mình. Cũng nhờ thử thách này, bà Manetti đã gây quỹ được 9.000 bảng, tương đương khoảng 300 triệu đồng cho các tổ chức từ thiện địa phương. Với cú nhảy dù được thực hiện dưới sự hỗ trợ của một trợ lý, bà Bali một lần nữa khẳng định tinh thần trẻ trung và sự nhiệt huyết cháy bỏng trong trái tim mình. Hành động của bà đã truyền đi cảm hứng cho hàng triệu người khắp trên thế giới, đặc biệt là những người cao tuổi đó nha bà con. Một viên kim cương khổng lồ nặng 2.492 carat vừa được công ty Mega Diamond Recover phát hiện, khai thác và tìm thấy ở mỏ Karowe, Botswana bằng công nghệ tia X-ray. Đây được cho là viên kim cương lớn thứ hai thế giới sau viên kim cương Cullinan nặng 3.106 carat được phát hiện ở Nam Phi vào năm 1905 tại mỏ Remier ở Transvaal, nay là Nam Phi. William Lam, giám đốc điều hành kim chủ tịch hội đồng quản trị của Lucara cho biết, viên kim cương thô này sẽ được phân loại theo màu sắc, độ tinh khiết, kích cỡ và hình dạng. Công ty này đã tìm thấy 6 trong số 10 viên kim cương trên thế giới. Viên kim cương mới được phát hiện sẽ được định giá trong vài tuần tới. Đoàn chuyên gia Hội Khảo Cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Cạn từ trung tuần tháng 7 bắt đầu tìm kiếm dấu vết khảo cổ ở hơn 20 hang tại hai xã Quảng Khê và Đồng Phúc. Sau một tháng, các nhà khảo cổ phát hiện 4 hang động ở hai xã Quảng Khê, Đô Phúc của huyện Ba Bể có dấu tích của người tiền sử cách đây 4.000 tới 8.000 năm. Tại hang Kẹm Liềm, phát hiện tầng văn hóa dày 0,7m nằm ngay trên nền đá tảng. Trên bề mặt thu được 154 di vật, trong hố đào thu 49 di vật đá. Sự có mặt của bàn nghiền, chày nghiền, dấu tích của bếp lửa, xương răng của động vật, ốc chưa qua thạch là tàn tích thức ăn của người tiền sử, minh chứng cho phương thức chế biến thức ăn bằng săn bắt hái lượm. Còn tại hang Khủ Duồn, phát hiện hai ngăn có dấu tích cư trú của cư dân thời hậu đồ đá mới với niên đại khoảng 4.000 năm. Trong hang có 26 công cụ đá ghè đéo, 14 mảnh gốm thô có hoa văn khắc vạch và văn thần thô. Tại hang Đáng Đen 1 và Đáng Đen 2, đoàn khảo sát phát hiện 44 công cụ bằng đá ghè đẽo cùng nhiều vỏ ốc chặt đuôi, nên dự đoán đây là khu vực lưu trú của nhóm cư dân giai đoạn sớm thời kỳ đá mới có niên đại 7.000 tới 8.000 năm. Các phát hiện có giá trị lớn về mặt lịch sử, văn hóa và khoa học, góp phần làm phong phú thêm nhận thức về văn hóa tiền sử ở Bắc Cạn nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Máy
Mấy nay cư dân mạng xôn xao trước vụ một khách Hà Nội khi đi du lịch phản ánh trên Facebook rằng người đi massage ở Huế bị bắt buộc phải trình diện điền số căn cước công dân thì mới được trải nghiệm dịch vụ massage. Dòng tay status lan truyền trên mạng xã hội Facebook có đoạn đau người đi massage ở Huế thay bắt điền số căn cước công dân hỏi thì nhân viên bảo công an yêu cầu hàng tháng sẽ kiểm tra được đăng tải trên trang Facebook cá nhân và được chia sẻ trên một số hội nhóm Facebook. Nắm được thông tin bất thường này, công an thành phố Huế khẳng định không hề có quy định nào cho thấy các cơ sở massage phải yêu cầu người dân du khách điền số căn cước công dân khi trải nghiệm dịch vụ tại Huế này cả. Ngay cả phía Ủy ban Nhân dân phường Phú Hội thành phố Huế cho biết hiện tại các cơ sở massage do phường quản lý chưa hề có quy định như vậy, mà chỉ có các nhà nghỉ khách sạn mới yêu cầu xuất trình căn cước công dân. Chính vì vậy, massage là một dịch vụ bình thường. Khách trải nghiệm dịch vụ xong không cần điền số căn cước công dân như đã bịa. Mới đây, cư dân địa phương ở làng Hio, Galicia liên tục đi lại ở đoạn vạch kẻ sang đường cho người đi bộ để gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài cho các phương tiện chở dòng khách du lịch ùn đổ về các bãi biển tham quan. Bởi vì người dân nơi này không hài lòng khi vào những tháng mùa hè, lượng khách du lịch đổ dồn về các bãi biển gây ách tắc giao thông. Họ cho biết đây không phải là nỗi ám ảnh sợ khách du lịch, mà là quyền được sống trong yên bình của cư dân địa phương. Làng Hio nằm trên bán đảo Morazzo ở Galicia, nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ thu hút du khách từ khắp Tây Ban Nha và nước ngoài đến du lịch. Tuy nhiên, người dân địa phương lại không mấy chào đón sự hiện diện của khách du lịch. Một quán bar nhà hàng nổi tiếng ở Mera, Galicia cũng thông báo đóng cửa vào tuần bận rộn nhất trong năm để tránh sự căng thẳng và áp lực cho khách du lịch ghé chơi. Còn ở làng Binibecauel trên đảo Meroca, nơi dân số chỉ có khoảng 200 người nhưng lại phải đón tiếp gần 800.000 du khách ghé thăm mỗi năm. Tiếng ồn ào, cười nói, tiếng bấm máy ảnh và bước chân rầm rập suốt ngày đêm khiến người dân ngao ngán. Một số khách du lịch thậm chí còn trèo lên tường mái nhà hoặc mở cửa đi vào trong nhà dân để xem ai đang sống ở đó. Có thời điểm nghẹt thở, người dân Binibecauel quyết định chỉ cho phép du khách tham quan trong khoảng thời gian từ 11 giờ tới 20 giờ. Một số thị trấn ở Mallorca và Ibiza cũng hạn chế bán rượu sau 21 giờ 30 hay là áp dụng lệnh cấm uống rượu trên đường phố để giảm tác động tiêu cực từ du lịch. Chủ tịch Toyota Akio Toyoda cho biết mẫu SUV hiệu suất cao Century GRMN của riêng ông sẽ được đưa vào sản xuất và cung cấp tại nhiều thị trường. Mẫu xe SUV hạng sang Toyota Century được ra mắt toàn cầu vào tháng 9 năm 2023. Ở thời điểm đó, hãng cũng hé lộ thêm cấu hình GRMN hiệu suất cao, nhưng là độc bản dành riêng cho chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda. So với mẫu Century tiêu chuẩn, nguyên mẫu mang nhãn GRMN sở hữu bộ body kit được thiết kế lại kết hợp với một số chi tiết bằng sợi carbon bên ngoài. Xe cũng có tùy chọn cửa trượt và bộ dàn hợp kim 22 inch màu đen hầm hố. Nhiều khả năng xe sẽ được trang bị hệ truyền động Bushin Hybrid bao gồm động cơ V6 3.5L và mô tô điện giống SUV Century tiêu chuẩn, cho ra công suất 406 mã lực qua hộp số ECVT và hệ dẫn động 4 bánh nâng cao E4 của Toyota. Theo Forbes, Toyota Century GRMN sẽ có giá khoảng $220,000, tương đương 5,47 tỷ đồng.
cao hơn 50.000 USD so với bản Century tiêu chuẩn.